Chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh tiếng Việt chính thức của Side2Go, chuyên kênh thông tin về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Dạo gần đây, suy nghĩ của bạn có lẫn lộn. Bạn có cảm thấy khó để gọi tên cảm xúc của mình không? Sức khỏe tinh thần có thể thay đổi rất nhanh theo trải nghiệm của bạn. Có những ngày bạn cảm thấy thật tuyệt vời, nhưng cũng có những ngày cảm thấy thật là tệ hại. Điều quan trọng cần nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể cảm thấy tốt trở lại và sẽ có những người giúp bạn trên từng bước bạn đi. Sau đây là 5 lời khuyên dành cho sức khỏe tinh thần mà bạn nhất định nên nghe theo. Số 1. Cho phép bản thân nghỉ ngơi là việc rất quan trọng. Bạn có thường thấy khó tập trung, cảm thấy khó chịu hay căng mắt không? Bạn có tự hỏi tại sao bạn lại thấy khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ trong tầm tay đến vậy không? Nếu câu trả lời là có, đã đến lúc bạn cần cho phép mình nghỉ ngơi rồi. Rất nhiều lần, bạn làm việc liên tục và quên mất lắng nghe cơ thể mình. Nghiên cứu chỉ ra rằng nghỉ ngơi là việc cần thiết để tăng năng suất lao động. Nghỉ ngơi có thể giúp bạn bổ sung năng lượng, động lực và tăng khả năng tập trung. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi, sao lãng hoặc đói bụng, bạn cần nghỉ ngơi. Trong lúc đó, hãy làm những việc giúp bạn giải trí, quên đi công việc, rồi bạn sẽ quay trở lại làm việc năng suất hơn nữa. Đừng cảm thấy tội lỗi khi nghỉ ngơi thư giãn như vậy. Bạn đã chăm chỉ rồi và cơ thể bạn cần điều đó. Số 2. Dành thời gian cho riêng bản thân mỗi ngày. Hôm nay năng lượng của bạn thế nào? Bạn có thấy dễ bị kích động hơn bình thường không? Việc lắng nghe bản thân này có thể giúp bạn thư giãn, hướng sự tập trung tới đúng đối tượng và giúp bạn cân bằng hơn. Chỉ đơn giản như việc dừng lại để hít thở sâu cũng có thể giúp điều hòa tâm trạng. Hãy chăm sóc cơ thể bạn khi nó đòi hỏi. Thời gian dành cho riêng mình là để bạn thư giãn và chiêm nghiệm. Cơ thể bạn đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ mỗi ngày và cũng giống như xe cộ, nó cần được bảo dưỡng, chăm sóc định kỳ. Hòa hợp với chính mình, tìm hiểu xem sâu trong mình đang cảm thấy thế nào. Có thể là 1 giờ, 1 phút hoặc vài giây. Thời gian cho riêng mình sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày xuất sắc hơn. Như lời bài hát và ban nhạc McFly từng nhắc đi nhắc lại. It's all about you. It's all about you, baby. Tất cả là dành cho bạn, vì chính bạn, bạn yêu ạ. Số 3. Dành thời gian để hoàn thành sớm những gì đang làm bạn bận lòng. Bạn phản ứng thế nào mỗi khi có trục trặc hay xung đột? Bạn có giữ kín trong lòng? Hay kể lể với những người khác? Hay bạn đổ lỗi cho người kia? Rất cần học cách giao tiếp theo cách lành mạnh, nhận diện vấn đề và tìm gốc rễ của xung đột để giải quyết. Trước khi giải quyết vấn đề đó, hãy chờ đợi đôi chút để làm thông thoáng đầu óc. Vẽ, viết nhật ký hoặc nói chuyện với những người mà bạn tin tưởng có thể giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn. Đổ lỗi cho người khác không bao giờ hiệu quả. Bạn có thể nhẹ nhàng giải thích cho người kia để họ hiểu bạn cảm thấy thế nào khi người đó hành xử như vậy và gợi ý những cách họ có thể làm tốt hơn. Nhớ là đừng khiến cho họ cảm thấy họ bị bắt làm gì đó. Hãy nhớ rằng những nỗi bận tâm, xung đột đều sẽ được giải quyết theo thời gian, nhưng bằng cách khéo léo giải quyết như vậy, bạn cũng đang giúp chính mình đấy. Số 4. Cần thiết để đôi khi ở một mình nhưng không cảm thấy cô đơn. Chủ động ở một mình và cô đơn là hai điều khác nhau. Ở một mình vui vẻ là khi bạn chủ động chọn lựa việc ở một mình. Đó có thể là đi chơi một mình, cắm trại một mình, hoặc làm bất cứ việc gì mà không cần người khác làm cùng. Sắp xếp những khoảng thời gian một mình tích cực này có thể giúp bạn không bị sao lãng và tập trung vào những trải nghiệm mới mẻ. Các chuyên gia đã tìm ra rằng việc này giúp cải thiện trí nhớ, sự sáng tạo và tính độc lập. Đặc biệt là khi bạn ở một mình trong môi trường thiên nhiên, bạn sẽ hiểu thế nào là cảm giác còn mình ta với ta. Chỉ khi bạn trân trọng chính sự hiện diện của bản thân, bạn sẽ không cần người khác làm điều đó cho bạn. Thêm nữa, bạn sẽ biết trân trọng người khác như họ vốn là. Và số 5, hãy tin tưởng hành trình. Bạn có biết bạn đã trưởng thành như thế nào không? Bạn có thể không để ý, nhưng bạn đang trưởng thành liên tục đấy. Rất nhiều khả năng bạn không giống bạn một năm về trước chút nào cả. Đó là nhờ những nỗ lực và cả sự kiên trì mà bạn đã bỏ ra. Không quan trọng bạn là họa sĩ, ca sĩ hay bất cứ ai, bạn đều nên tin tưởng vào hành trình bạn đi. Có câu nói thì dễ hơn làm. Khi bạn tin tưởng vào hành trình, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn khi thực hiện vì bạn đã quyết tâm kiên trì bất chấp, không chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả nữa. Bạn chỉ đơn giản là cố gắng để tốt hơn ngày hôm qua. Đôi khi, bạn có thể thấy mình chẳng tiến bộ chút nào dù bạn cố gắng nhiều đến thế nào đi chăng nữa. Suy nghĩ này khiến bạn bực bội. Nhưng hãy nhớ này, bạn có thay đổi, bạn có khác đi,
bạn có tiến bộ. Bạn hoàn toàn có khả năng để làm được điều mà bạn vẫn hằng mong ước. Bạn thích lời khuyên nào nhất? Hãy bình luận cho chúng mình biết nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó với những người đang cần nội dung này. Tài liệu tham khảo chúng mình để trong phần mô tả. Đừng quên đăng ký kênh để nhận nhiều video về tâm lý và sức khỏe tinh thần hơn nữa. Chúc bạn một ngày vui tốt lành. Hẹn gặp bạn trong các video sau.